Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập học kỳ 1 khóa học lớp 8. Dạng thứ nhất đó là dạng phương trình hóa học. Để làm được bài tập dạng này thì các em cần nhớ 3 bước lập phương trình hóa học. Bước thứ nhất, các em sẽ viết công thức hóa học của các chất. Bước thứ hai, chọn hệ số cân bằng. Và bước thứ ba, viết thành phương trình hóa học. Trong ba bước đó, thì bước thứ hai là quan trọng nhất. Các em phải biết đếm số nguyên tử của từng nguyên tố. Và chú ý, các em sẽ đếm từng nguyên tố, tức là các em nhìn ký hiệu hóa học nào thì chỉ đếm ký hiệu hóa học nguyên tử của nguyên tố đó. Đếm tổng số nguyên tử ở cùng một vế và sau đó chuyển sang vế còn lại, đếm tổng số nguyên tử của vế đó sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế phải bằng nhau. Cụ thể như sau. Phương trình thứ nhất, chúng ta sẽ gọi các chất tham gia là vế trái, sản phẩm là vế phải để dễ đếm nhé. Ở vế trái 1 K, vế phải 1K, số nguyên tử K bằng nhau. Vế trái 1CL, vế phải 1CL, số nguyên tử CL bằng nhau. Vế trái có 3O, vế phải 2O, vậy số nguyên tử O không bằng nhau. Chúng ta phải chọn hệ số. Cách chọn hệ số, các em sẽ chuyển chỉ số thành hệ số của chất ở vế đối diện, tức là các em sẽ thêm số 2 trước KCl3 bằng cách lấy số 2 nhỏ bên O2 chuyển qua bên vế bên kia, và chúng ta sẽ lấy số 3 nhỏ của O3 chuyển sang vế bên phải. Vậy chúng ta sẽ được số nguyên tử oxy bên trái là 2 × 3 = 6, bên phải 3 × 2 = 6. Cách chuyển chỉ số thành hệ số đúng với hầu hết các trường hợp những phương trình cân bằng đơn giản. Sau khi đã chọn hệ số, các em phải đếm lại số nguyên tử của từng nguyên tố. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đếm nhé. Bên trái 2K, bên phải 1K. Vậy số nguyên tử K không bằng nhau. Chúng ta phải thêm hệ số vào trước KCl ở bên phải. Chúng ta thêm số 2 để được 2K bên trái. Các em đếm lại nhé. Bên trái 2K, bên phải 2K. Đếm CL, bên trái 2CL, bên phải 2CL. Đếm O, bên trái 6O, bên phải 6O. Như vậy số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế đều bằng nhau. Phương trình hóa học của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta sang phương trình thứ hai. Các em đếm số nguyên tử của từng nguyên tố trước. Fe, bên trái 3, bên phải 1. Như vậy số nguyên tử Fe không bằng nhau. O, bên trái 4, bên phải 3. Vậy số nguyên tử O cũng không bằng nhau. Vậy các em sẽ chọn hệ số cho Fe hay O trước? Chúng ta sẽ chọn cho O trước. Vì sao? Vì số nguyên tử oxy không bằng nhau và có nhiều nhất. Cụ thể, các em sẽ chuyển số 3 ở bên phải sang đặt trước Fe3O4 để thành 14 nguyên tử O. Và chuyển chỉ số 4 của O sang đặt trước Al2O3 để thành 12 nguyên tử O bên phải. Các em đếm lại nhé. Fe 3 × 3 = 9, bên trái, bên phải 1 Fe. Vậy số nguyên tử Fe không bằng nhau. Các em thêm số 9 trước Fe. Đếm lại. Fe bên trái 3 × 3 = 9, bên phải 9 × 1 = 9. O bên trái 3 × 4 = 12, bên phải 4 × 3 = 12. Al bên trái 1, bên phải
4 x 2 là 8. Vậy các em sẽ thêm số mấy trước A L bên trái? Đúng rồi, thêm số 8 nhé. Chúng ta kiểm lại lần cuối. FE bên trái 3 x 3 là 9. Bên phải 9 x 1 là 9. O bên trái 3 x 4 12. Bên phải 4 x 3 12 bằng. A L bên trái 8 x 1 là 8. Bên phải 4 x 2 là 8 bằng. Vậy phương trình hóa học này đã hoàn tất. Chúng ta sang phương trình thứ 3. Ở phương trình 3, khác với phương trình 1 và 2 là có nhóm nguyên tử. Với những phương trình hóa học có nhóm nguyên tử thì chúng ta sẽ cân bằng theo thứ tự sau: kim loại, đến nhóm, tức là cái phần để trong mặt, đến phi kim, khác hắc khô, đến hắc, và cuối cùng các em sẽ đếm lại số nguyên tử oxy. Chúng ta bắt đầu phương trình 3 nhé. Kim loại Al, bên trái 2, bên phải 2. Đến nhóm, nhóm thông thường sẽ được đặt trong một cái ngoặc đơn. Đó là nhóm SO4, bên trái 1 nhóm, bên phải 3 nhóm. Như vậy chúng ta sẽ chuyển số 3 sang bên trái, đặt trước H2SO4. Đến phi kim khác HO, phi kim đó là S, đã nằm trong nhóm. Như vậy S sẽ bằng, chúng ta đếm, S bên trái 3 x 1 là 3, S bên phải 1 x 3 bằng 3. Chúng ta đếm H bên trái 3 x 2 là 6, bên phải 2H. Như vậy chúng ta sẽ thêm hệ số mấy trước H2O để được 6? Chúng ta thêm số 3. Bây giờ chúng ta kiểm lại nhé. Al bên trái 2, bên phải 2. Đếm O bên trái. Ở Al2O3 có 3 ô. Ở 3H2SO4 có 12 ô. Các em lấy hệ số nhân cho các chỉ số bên trong nhé. Tức là lấy số màu xanh nhân cho các số nhỏ màu đen bên dưới ký hiệu hóa học. 3H2SO4 có 12 nguyên tử O cộng với 3 nguyên tử O ở Al2O3. Như vậy ở bên trái có 15 nguyên tử O. Bên phải Al2SO4 3 lần. Số nguyên tử O là 4 x 3 bằng 12 cộng 3H2O. Số nguyên tử O là 3 x 1 bằng 3. Vậy tổng số nguyên tử O bên phải cũng là 15. Phương trình hóa học đã bằng. Tương tự như vậy các em sẽ làm bài số 4. Thầy nhắc lại thứ tự cân bằng nhé. Kim loại, đến nhóm, đến phi kim khác HO, đến H và cuối cùng là O. Các em sẽ tự đếm nhé. Nào, thầy sẽ không hướng dẫn cân bằng nữa và thầy chỉ cho đáp án. Chúng ta sang phương trình số 5. Ở bài này đề cho nước. Vậy trước hết các em sẽ chuyển tên chất thành công thức hóa học của chất. Sau đó chúng ta sẽ đếm hệ số cân bằng. Bên trái 2P, bên phải 1P. Các em thêm số 2 vào trước H3PO4. Sau đó chúng ta đếm tới H. Bên trái 2H, bên phải 6H. Về lấy 2 màu xanh nhân với 3 màu đen của H là được 6. Vậy chúng ta sẽ thêm số mấy trước H2O để được 6? Thêm số 3. Đếm O bên trái. P2O5 có 5 ô. 3H2O có 3 ô. Lấy 3 màu xanh nhân với chỉ số của O không có chỉ số, tức là 1. 3 x 1 là 3 cộng với 5 là 8. Bên phải 2 x 4 là 8. Vậy số nguyên tử oxy ở hai vế đã bằng nhau
Phương trình hóa học đã hoàn chỉnh. Các em sẽ rèn luyện thêm các bài về phương trình hóa học trong các tổ ôn tập ở trường và lớp nhé. Chúng ta sang giảng thứ hai. Giảng hai, chuyển đổi khối lượng. M nhỏ, thể tích V lớn, số mol N nhỏ. Để làm bài tập dạng này, các em cần phải có các kiến thức. Tính số mol N nhỏ bằng M nhỏ, chia M lớn. Tính số mol chất khí bằng cách lấy thể tích khí chia ma tích 4 ở điều kiện tiêu chuẩn. Quan sát hai công thức, chúng ta thấy trong cả hai công thức đều dùng để tính số mol. Và từ số mol, nếu có số mol, chúng ta sẽ tìm được khối lượng M nhỏ. Và nếu có số mol, chúng ta sẽ tìm được thể tích của chất khí bằng cách đem tử số lên vế bên trái. Cụ thể như sau. Bài 1, tính khối lượng của 0,125 mol CuO. Tính khối lượng là tính M nhỏ. Vậy từ công thức thứ nhất, chúng ta có thể chuyển về công thức thứ ba. M nhỏ bằng N nhỏ nhân M lớn. Và các em nhớ là công thức 1, 2, 3 đều là công thức chính nhé. Tức là các em không cần ghi công thức 1 rồi công thức 3, mà các em ghi trực tiếp công thức 3 để tính. Vậy để tính M nhỏ, chúng ta phải có số mol và M lớn. Bài làm, chúng ta sẽ tóm tắt đề trước. 0,125 mol CuO chính là số mol CuO. Các em viết N nhỏ CuO bằng 0,125 mol. Tính khối lượng, tức là tính M nhỏ của CuO, chúng ta chưa biết bằng bao nhiêu gam, chúng ta viết bằng chấm hỏi gam, giải. Như lúc nãy mình biết M nhỏ thì bằng N nhỏ nhân M lớn. Đề chỉ cho N nhỏ, vậy chúng ta phải tìm M lớn của chất CuO. Cách tính giống như tính phân tử khối. CuO bằng 64 cộng với oxy bằng 16, chúng ta được M lớn CuO là 80 gam trên mol. Dùng công thức M nhỏ bằng N nhỏ nhân M lớn áp dụng cho CuO, đề đã cho N nhỏ CuO bằng 0,125 mol. Các em thay số vào, M lớn CuO bằng 80 thay vào, nhân nhau chúng ta được đáp số 10 gam. Bài B, tính khối lượng của 5,6 lít khí O2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Bài làm, các em sẽ tóm tắt đề. 5,6 lít là thể tích, viết V bằng 5,6 lít. Tính khối lượng là tính M nhỏ, không biết bằng bao nhiêu thì ghi bằng chấm hỏi gam. Và nhớ xác định chất, đó là O2. Để làm bài tập dạng này thì chúng ta sẽ nhìn sang công thức số 2. N nhỏ khí bằng V khí chia 2,4. Và công thức số 3. M nhỏ bằng N nhỏ nhân M lớn. Vậy để tính khối lượng, chúng ta sẽ dùng công thức số 3 để tính. Mà đề không cho N nhỏ, đề cho V. Vậy có nghĩa là chúng ta phải tính số mol của khí trước bằng công thức thứ 2. Sau đó có số mol, chúng ta mới dùng công thức tính khối lượng là công thức số 3 để tính. Chúng ta tính số mol của oxy bằng cách lấy thể tích của O2 chia cho 22,4. Các em thay số vào, VO2 bằng 5,6 chia cho 22,4 được 0,25 mol. Để tính M nhỏ thì phải có M lớn. M lớn O2 tính giống phân tử khối là lấy 16 nhân 2 bằng 32 gam trên mol. Các em ráp số vào. M nhỏ bằng N nhỏ là 0,25 nhân M lớn là 32 bằng phép. Tính cho O2 nhé. Bài 2. Tính thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn của 24 gam khí nitơ. Đề cho 24 gam khí nitơ là đề cho M nhỏ. Mà đề kêu tính thể tích. Các em đã giải bài lúc nãy, các em nhớ phải có số mol thì mới tính được các đại lượng khác. Như vậy trước hết các em sẽ đổi 24 gram M nhỏ này
về số mol của khí nitơ. Và khí nitơ các em nhớ phải viết là N2 nhé. Các em có thể ghi lại ra giấy nháp lời giảng của thầy để về nhà dễ tính. Các em tóm tắt đề đi. 24 gram khí nitơ là M nhỏ N2 bằng 24 gram. Tính thể tích là V lớn N2 bằng chấm hội lít. Trước hết các em sẽ tính số mol khí nitơ bằng công thức N nhỏ bằng M nhỏ chia M lớn. Nhớ tìm M lớn trước rồi thay vào. Sau đó dùng công thức V bằng N nhân 52.4 thì tính được thể tích khí. Các em sẽ tập giải bài này nhé. Về nhà, học thuộc các công thức chuyển đổi M nhỏ, N nhỏ, V và ý nghĩa cũng như đơn vị của chúng. Làm bài tập 2 dạng 2 thầy vừa hướng dẫn lúc nãy. Chúc các em và quý phụ huynh luôn vui vẻ và may mắn. Chúc các em học giỏi, ôn tập tốt. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Nguyễn Kim Lữ. Địa chỉ mail lu.nguyenkim@gmail.com, Zalo 0915223926. Chào tất cả các em.